Hello các bạn, thì hôm nay thì mình đi đặt xe câu đấy các bạn ạ. Bây giờ là mình đi cọc tiền các bạn ạ. Nói chung là vậy các bạn ạ. Mong các bạn đón xem video của mình như thế nào các bạn nhá. Vì nói chung là làm xe của ai? Xe của mình các bạn ạ. Thì nói chung là mấy tuần qua thì mình ngồi im, chẳng qua là mình không muốn làm xe thôi các bạn ạ. Mình muốn mua xe ông Mập nhưng mà ông Mập không bán các bạn ạ. Nếu mà mình mua ông Mập thì ông Mập là lính của mình đó mà. Nhưng mà thôi, bây giờ là mình đi làm xe mới các bạn ạ. Đó. Bây giờ là không biết bao nhiêu tiền các bạn ạ. Đi thôi, let's go. Đây các bạn, hiện tại bây giờ đang đếm tiền các bạn đó. Ba anh em xuống đây các bạn ạ. Cứ đếm từng tờ. Tết nhiều tiền quá các bạn, thế nên đêm là cứ đếm đi đếm lại. Tiền này là số tiền mà hay đi làm đấy các bạn đó. Bỏ ra tiền nhỏ, đây là tiền lớn các bạn đúng không? Đây là làm xe có đấy, làm cái móc thôi các bạn ạ. Còn cái đầu thì để lại cái đầu cũ các bạn. Đó, đây là xe công nông Huyền Thoại các bạn. Móc thì anh Đại lấy hả? Anh Đại móc thì Đại lấy lại. Đó, cái móc xe đó là may mắn lắm các bạn ạ. Nếu mà sau này ai nhận cái móc đó là thôi rồi làm ăn thì khỏi nói rồi các bạn ạ. Xe xếp nó ít hư các bạn ạ, kỳ nức mấy cái vết hàn thôi. Sao mà đêm đi đêm lại cứ tới chiều là mệt đó. Đây là làm thang hơi Ben anh Đại nhỉ. Xác xe nặng có tầm 2,7 tấn thôi là vừa các bạn ạ, chứ làm nặng quá thì nó đâu có được cái gì đâu, được cái cục xe thôi. Làm 2,7 tấn chở được ở tầm 7 tấn 6 tấn gì đó các bạn, chở đi thôi. Còn cái đường mà gần á thì nếu như đi xa mà làm trong buôn thì chở 10 tấn cũng được. Nhưng làm xe thì phải an toàn cho người ta các bạn ạ. Đủ chưa? Đủ, tên này đủ rồi. Tâm tư ok. Đây là làm xong xe hoàn thành là đưa đủ luôn anh Đại nhờ. Được, xe tì tiền anh em mà. Còn chiếc xe này đang làm rồi ạ. Nó bình nó lên, nó hơi sao. Đó. Em thì mình thì qua đây biết anh Đại cái năm năm anh Đại nhỉ. Lâu lắm rồi các bạn ạ. Trước khi mà mình làm cái gì nhỉ, chiếc xe mà nhổ cà phê ấy các bạn. 47 à? Đó. Vì là anh Đại làm xe. Các bạn muốn làm xe có đấy thì các bạn đổ hơi nhiều. Nhắn tin của mình chỉ qua đây nhưng mà mình nói thì các bạn không biết đâu. Đó. Chỉ các bạn đó, mình nhất các bạn xuống đây các bạn muốn làm xe. Bảo đảm ngon, chất lượng cao. Hiện tại bây giờ đó, đồ đạc này nọ này kia đủ cho người trong xưởng anh Đại nhỉ, không thiếu một cái gì hết. Các bạn muốn làm kiểu gì cũng được, đầy đủ đồ chơi luôn. Các muốn bạn chơi gì cũng được đó, chứ làm máy bay là chịu à, thua đó, chứ xe cũng đồng độ chế là làm tới sáng các bạn ạ, chơi tới sáng luôn đúng không anh Đại? Chơi tới sáng, đam mê mà như vậy các bạn. Đi chỗ này cũng hết hàng, đi kia cũng hết hàng, rất là ngon. Mua lắp giá. Lắp cái xe ông già. Xếp mình ông già quay nổi. Không em xài để có. Xong xe của sếp là Mập thằng hơi cũng làm Ben luôn các bạn ạ. Đó. Bây giờ là cái gì cái coi cãi nhau. Khó phải cãi nhau mà chứ. Mình với Mập hay cãi nhau về cái Ben lắm các bạn ạ. Bây giờ Mập lắm luôn. Xài cái đề đó là tốn kém rất là nhiều mà lại một tháng em mới chạy đây được này, một đồ hai chơi lần này. Đó các bạn thấy không, đâm ra cái bình của em nó không tốt đâu. Ngoài kia rất là nhiều luôn nhưng mà mình để quay các bạn, mình ngày nào cũng đi bia đánh bia mình nhậu đi đánh miết hai cái đời đó ảnh hưởng để xoay để xe nhà nhiều nhất 2 ngày. Bây giờ là lại thêm 10 các bạn. Mặt cọc chợ thì đơn giản nhanh hay không đồ quá tuyệt vời luôn các bạn. Nếu mà đi lấy mặt cọc chợ cũng được. Cái gì con? Hình như sếp mình nói sao các bạn ạ? Cơm không chịu ăn cơm, thấy mùi ngon quá, cắn mồi miết. Ăn bị sao luôn đó. Đi làm cứ ăn đi.
các bạn đón xem có khoảng tầm là 30 ngày nữa, có cho là 40 ngày nữa là vì là không bend bằng tay nữa các bạn. Đó, bend bằng hơi luôn. Đó. Là, vất vả có nhiều người đi này kia, ủa sao không làm bend nữa. Bây giờ mình làm bend này các bạn ạ. Đó, các bạn nhớ like phải mạnh nhá. Nhìn lâu rồi. Nhìn lâu rồi, nhịn từ hay như là nhịn 2 năm rồi, đúng không? Nhịn. Mập cũng sắp làm nhìn bên các bạn ạ. Bây giờ là mập thấy hối hận sao còn coi như là xong xe của sếp là mập làm luôn gọi là có bên đó sếp mình làm bên nhé rồi luôn đi theo mà. Mình ngồi rất là xa các bạn nhé, cách chỗ xe cày của sếp là tầm 40 mét các bạn ạ.